rồi, số 4 rồi. Ok, đây là giờ huấn luyện chim cho các bạn. Đây là con chim hồng, đây là con chim lông, và con chim hồng đã chỗ được rồi. Quay đi, quay đi. Bố cháu quay. Quay con đây. Để nó tí nó gọi xuống rồi. Wow, con chim nó đậu vào xe ô tô. Nó dở vào đâu con? Chị kia kia. Chị ngồi đây chị xem. Chị xem bố cháu. Đây mình xem bố cháu quay đã. Ngồi đi mấy giờ. Bố mau ra đây đi. Quay đi, nó bay vào đây bố rồi. Nhìn, chi tránh, tránh. Đi bộ đấy. Chị quay nhà mà. Đi ra rồi dẫm vào chim nhá, đánh đít nhá.
Nào, nào An tránh ra. Ấy. Bơi ra mồi. Đấy, chết. Quay con chim đi. Con nó quay con chim đi giờ. Quay. Quay vào bố với con chim. Đấy, quay vào đằng con chim hồng này. Ấy lên kinh ngà. Wow. Hồng cái chỗ rồi đấy. Quay nhát dao cầm tử tế vào. Lên nhá, hai con lên nhá. Xin chào bà. Mình bấm vào đâu rồi? Con đang bấm vào đâu rồi? Mình đang quay à? Vâng. Thôi để Nguyễn nghịch chứ. Bắt con chim đi. Bắt con chim đi. Ờ chết. Ơ đỡ. Bỏ xuống. Rồi mà chết. Tí gậy cạnh. Vuốt con chim, yêu con chim chưa? Hả? Yêu con chim chưa? Con chim rồi. Yêu con chim chưa? Rồi. Ừ, giờ kém quá. Con chim này nó kêu như nào nhỉ? À cu à, nên nào nó kêu như nào nữa nhỉ? Kêu như nào? Nó hót như nào nhỉ? Ờ thế nó kêu. Ra bắt con chim vàng cái đi. Cơm đi, cái bộ chơi đi nào, phải cứ lại mà chơi.
Kìa. Nhí ơi. Rồi, dài rồi, đứng rồi, không sao. Không sao. Ai bảo con chơi cái xe đấy, cái xe trượt thì mình làm sao mà chơi được. Mày bỏ xe đi, bỏ xe trông đi. Mày cất xe đi ra với em về.